Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay anh sẽ lên cho anh em đó là một số cái bộ combo đèn rồi tua vít ha. Nó đang có giá tốt để hỗ trợ cho anh em trong cái mùa mưa bão này nha. Đặc biệt là những cái nơi mà nó hay bị xảy ra cúp điện á, thì anh em có thể mua những combo này xài cũng khá là ok. Và đặc biệt là cái chương trình này đang có giá rất là tốt nha anh. Nha anh em. Rồi đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em đó là cái chương trình của cái đèn ha. Đó, đèn này thì chiều em có một cái video giới thiệu về chương trình này rồi. Đó, hiện tại thì cái đèn 5 360 lumen này, con này thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn này, anh em có thể xoay gập ha. Ở đây nó sẽ có hai cấp độ sáng, cấp 1 và cấp 2 này, và chế độ cảnh báo nha. Tổng cộng này anh em nhìn này, 1 này, 2 này, cảnh báo ha. Rồi thì cái đèn này thì bình thường giá của nó sẽ là 450 ngàn nha anh em. Hiện tại thì anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá đó là 250 ngàn, đồng thời là hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Rồi, đồng thời là hỗ trợ bao ship luôn nha. Còn nếu mà anh em nào mà chưa có pin á thì anh em có thể mua từ em thiếu pin á, thì để em sẽ giới thiệu từng cái chương trình để anh em dễ nắm nha. Rồi cái thân đèn này giá hỗ trợ cho anh em sẽ là 250 ngàn, hỗ trợ bao ship luôn, lấy một cái thân cũng hỗ trợ bao ship luôn nha. Rồi tiếp tục là cái đèn này, đèn 5000 lumen. Đèn này thì nó sẽ sáng hơn, kiểu như là đèn chiếu sáng công trình đó anh em. Con này thì nó có tổng động tới ba cái mức sáng và nó sẽ có thêm cái chế độ cảnh báo luôn nè. Và nó sẽ có tổng cộng là bốn cái cấp độ sáng, bốn cái màu sáng chứ. Nó sẽ có màu sáng trắng luôn nha anh em. Anh em chỉ cần giữ vài giây thì nó sẽ chuyển màu ha. Đó, nó sẽ sáng trắng luôn, rất là sáng nha. Và cái đèn này thì nó sẽ cực kỳ tiết kiệm pin nha anh em. Đó, ánh này là ánh sáng trắng lớn nhất nè. Rồi thì cái đèn này thì bình thường anh em mua sẽ là giá nó 750 ngàn ha. Thì hiện tại thì anh em nào mua thì sẽ hỗ trợ cho anh em về giá đó là 400 ngàn, cũng hỗ trợ bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Đèn nhỏ là 250, đèn lớn là 400, tất cả đều bao ship. Rồi anh em nào mà chưa có pin sạc á thì anh em sẽ có cơ hội mua combo như thế này. Đó, một cục pin và một cục sạc pin 3 này là pin 3A dòng xẻ 5C ha. Dòng xẻ 5C thì anh em có thể xài cho các thiết bị nhỏ được, ví dụ đèn quạt rồi khoan 10 ly rồi thì vẫn xài ok, hút bụi, rửa xe. Đó, một cái combo pin sạc như thế này thì sẽ hỗ trợ cho anh em là khi mà mua kèm á sẽ là 250 ngàn. Nhưng mà anh em lưu ý là cái bộ này thì do số lượng của hãng nó còn ít á, nên là em đâu đó em chỉ còn đâu đó còn mười mấy bộ thôi, nên là nếu mà anh em nào mà mua chậm quá thì anh em chịu khó mua cái thân đèn giùm em, hoặc là anh em có thể đổi qua cái pin khác giùm em ha. Đó, còn cái combo này 250 ngàn thì em chỉ còn một số ít thôi, và em sẽ ưu tiên cho những anh em nào mà mua kèm với cái đèn ha. Còn hiện tại anh em nào mà có nhiều, hồi chiều giờ có nhiều anh em mà gọi mua để mua lẻ cái này ra không á thì em không hỗ trợ được, anh em thông cảm giùm ha. Rồi nếu mà anh em nào mà không có mua được cái cục pin 3 dòng xẻ 5C này với giá là 250 á thì anh em sẽ có một thêm một cái lựa chọn em hỗ trợ cho anh em. Tức là chiều giờ cũng có nhiều anh em nói là cái cục 3A 5C này á thì dòng xẻ nó thấp quá, mấy ảnh muốn là mua một cái cục pin để xài cho các cái thiết bị khác thì nó hỗ trợ giá như thế nào. Đó thì sẽ anh em có thể mua lấy giùm cục pin đó là 2,5 ATB. Đó, cục này là 2,5 ATB. Bình thường cái combo này nè, một pin một sạc là 630 ngàn, đúng không? Thì đợt này anh em nào mà mua kèm với cái đèn ha, mua kèm với đèn thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá đó là 400 ngàn. 400 ngàn bao gồm một cục pin 2,5 ATB và một cái cục sạc 2A. Đó, còn ví dụ như anh em nào mà không có nhu cầu lấy cục sạc thì chỉ lấy cục pin không thì giá của nó sẽ là em sẽ trừ ra cho anh em là 100 ngàn nha. Là cái combo này là 400 ngàn. Rồi, nếu mà anh em nào mà thấy cục pin 2,5A thì nó hơi ít nữa thì anh em có thể đổi qua cục giùm em cái cục pin 3A dòng dòng xẻ 10C này. Pin này là pin 3C tăng. Thì một cái combo này thì anh em lấy kèm sẽ giá của nó sẽ là 500 ngàn nha. Lưu ý ha, 500 ngàn nè, 500 ngàn. Còn cái này sẽ là 400 ha. Rồi cái này sẽ là 250 ngàn. Đó là ba cái loại pin mà anh em có thể mua kèm trong cái đợt này giá tốt. Thì khi anh em ghép lại á, thì với cái đèn này combo là một combo như thế này, cho anh em dễ theo dõi này, như thế này ha, thì giá của nó sẽ là 500 ngàn nè, hỗ trợ bao ship nha. Còn anh em đổi qua bên này á thì sẽ là 400, là 650 ha, 650 là như thế này, còn như thế này sẽ là 750 nha. Nói chung anh em nào mua làm sao anh em cứ chụp hình lại giùm em để em gửi cho anh em. Rồi cái, còn cái sự khác biệt của cái viên pin 3 xe tăng và cục pin 3 5C thì hai cái này là pin nó chỉ khác nhau về cái dòng xẻ. Dòng xẻ này dòng xẻ 10C, còn cái dòng xẻ này dòng xẻ 5C thì anh em chỉ xài cho các thiết bị nhẹ thôi. Còn pin này anh em có thể xài được cho những cái tác vụ nó nặng hơn chút xíu. Rồi còn cái đèn này thì giá của nó là 400 ha.
thì anh em cũng cứ cộng vào giùm em. Nếu mà với bên đỏ này là cộng thêm giùm em là 250, với bên dẹp này thì cộng giùm em là 400, với bên xe tăng này thì cộng giùm em là 500, thì nó sẽ ra cái combo cho anh em. Đó là combo đèn nha. Và cái số lượng pin em cũng hỗ trợ, số lượng cũng không có nhiều lắm nha, nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em tranh thủ mua. Đợt này thì bên hãng hỗ trợ rất là tốt nha, nên là số lượng nó cũng không có nhiều. Rồi, ngoài ra thì anh em có thể mua kèm thêm cái quạt này. Đó, cái quạt này thì anh em có thể mua kèm thêm, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em giá. Đấy, cái quạt này là 250 ngàn ha, cũng hỗ trợ bao ship luôn. Anh em mua cái quạt không cũng sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em 250 ngàn thôi. Đó, quạt này là động cơ không than, ví dụ như trường hợp kẹt kẹt thì anh em có thể kết hợp xài được với này. Nó rất khá là mát nha, 3 cấp tốc ha, động cơ không than của Hukan. Rồi, cái này thì 250 ngàn cũng bao ship luôn, anh em có thể lấy kèm. Rồi, một cái cục này là cục chuyển nguồn ha. Chuyển nguồn điện thì cái cục này anh em có thể chuyển qua cái nguồn điện 220, tức là anh em cái này thì chủ yếu là để xài cho, thứ nhất là đèn này rất là quan trọng nha, ví dụ như bị cúp điện đồ, anh em mua những cái bóng đèn mà đèn led đồ anh em thắp bằng cái này nó cũng rất là sáng và nó cũng sẽ tiết kiệm pin. Rồi cái thứ hai là anh em có thể sử dụng nó để sạc điện thoại, hoặc cái thứ ba là anh em có thể sử dụng để xài cho wifi đồ cũng được ha. Đó, cục này thì giá của nó là 230 ngàn, nhưng mà đợt này anh em nào lấy thì em sẽ lấy kèm theo những cái combo nãy, thì em sẽ tính cho anh em giá nó là 210 ngàn nha, 210 ngàn một cái chuyển nguồn này luôn. Rồi, ngoài ra thì em có thêm cái bộ ba mũi vít, anh em nào mà đang cần bắn vít hay gì đó thì cũng có thể mua kèm cái bộ này, bộ ba mũi vít của Milwaukee ha. Mũi này thì rất là xịn nha anh em, hồi trước thì em bán ba cái mũi này thì giá nó là 90 ngàn ha, nhưng mà hiện tại thì em sẽ giảm cho anh em lấy kèm theo những cái combo này thì giá hỗ trợ cho anh em chỉ còn có 50 ngàn thôi, 50 ngàn ba mũi này. Rồi, tiếp tục nữa là em sẽ có cho anh em đó là cái hai cái bộ vít ha. Bộ vít này anh em sửa chữa, những anh em nào mà ví dụ như hỏng hóc gì cần sửa chữa thì anh em có thể sử dụng cái bộ này. Đây là bộ vít 4V của Detong, DKCV0402 ha. Thì nó sẽ đi kèm cho anh em là thêm một số cái mũi vít này, rồi cái tay cầm ha. Con này thì nó có luôn cái chức năng dò điện không chạm nha anh em. Ví dụ cái nào chỗ nào rò điện gì đó thì anh em có thể dò dò được luôn. Rồi giá của bộ này thì bình thường giá của nó là 450, nhưng mà đợt này hỗ trợ cho anh em nào mua kèm mấy cái này thì tính cho anh em giá nó là 350 ngàn nha, 350 ngàn thôi. Rồi tiếp tục là một cái bộ vít lớn hơn, anh em nào không có thích lấy bộ vít nhỏ đó thì anh em có thể lấy bộ vít này, nó mắc hơn chút xíu ha. Bộ này thì là sẽ là giá nó là 400 ngàn nha. Con này thì anh em có thể điều chỉnh được cái tốc của nó, tổng cộng 4 tốc ha, vặn ra xiết vô. Rồi cái thứ hai nữa là con này sẽ hỗ trợ cho anh em đó là nguyên cái hộp đồ nghề luôn, nguyên cái hộp phụ kiện kèm theo ha. Ở đây thì anh em sẽ có thấy những cái đầu vít này, rồi một cái đốc sạc luôn, và một cái ống cây nối dài, thì anh em có thể mua kết hợp với cái anh em có thể mua kết hợp với cái bộ ba mũi vít của Milwaukee á, để anh em có thể xài được nhiều cái việc hơn. Nói chung là cũng khá là ok nha. Rồi 400 ngàn cho cái bộ này ha. Rồi thì và ngoài ra thì em cũng đang có cái chương trình cho cái con khoan bê tông 2603CB này. Thì hiện tại là con 2603CB này anh em đang có chương trình, đó là khi anh em mua một cái thân này thì sẽ được tặng kèm một cái viên pin 4015TB nha anh em. Anh em lưu ý là pin TB là pin dòng xẻ cao, pin dòng xẻ 4C, dòng xẻ 15C ha. Đây là cục pin 4015TB này nè. À, dòng xẻ của nó là tới dòng xẻ 15C luôn, nên là anh em xài cho bê tông đồ cũng không có sợ ngắt nha. Con này motor không không than, ba chức năng lực đập của con này đó là 2.6 joule, tặng kèm cho anh em đó là thêm là ba mũi khoan và hai mũi đục ha. Ở đây thì ở đây tặng kèm cho anh em là ba mũi khoan thôi, nó không có hai mũi đục nha, và nó có một cái chụp để anh em hứng bụi luôn đó. Ba chức năng con này chạy khá là êm ha. Rồi cái một cái combo như thế này thì anh em mua sẽ giá của nó là 1.550.000 đó, nhưng mà hiện tại thì để hỗ trợ cho những anh em nào mà làm sửa chữa gì đó thì em sẽ hỗ trợ tặng kèm cho anh em thêm cái cục sạc 2.0 này. Thì cái số lượng sẽ có hạn nha anh em, tức là bữa cái này thì em không có nhiều lắm, em chỉ còn dư đâu đó khoảng tầm mười mấy cái cục sạc này đó, nên là anh em nào mà mua trước thì em sẽ tặng kèm, còn anh em nào mà mua trễ quá nếu mà hết sạc này thì anh em vui lòng là lấy theo cái chương trình combo như thế này ha, thì giá của nó sẽ là 1.550.000 đó. Còn những anh em nào mà mua sớm thì em sẽ tặng thêm cục sạc này, thì giá của nó sẽ là vẫn là 1.550.000 luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ ha, đặc biệt là những chương trình combo đèn hoặc là những cái thiết bị mà hỗ trợ khi cúp điện á thì anh em có thể tham khảo. Rồi cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.